Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Bản tin ngày 28 tháng 1 gồm các tin chính sau đây. Nhà báo tự do Đặng Chí Hùng sẽ tị nạn chính trị tại Canada. Cháy nhà dưỡng lão, 32 người chết và mất tích. Giá nhà Canada cao nhất trong số các nước đang phát triển. Mức ủng hộ Justin Trudeau cao hơn Stephen Harper và Tom Mulcair. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Nhà báo tự do Đặng Chí Hùng sẽ tị nạn chính trị tại Canada. Hôm 18 tháng 1, trong bài phát biểu trước 6.000 người tham dự hội chợ Tết ở Toronto, ông Tổng trưởng Di trú và Công dân vụ Canada Chris Alexander đã đề cập đến trường hợp blogger Đặng Chí Hùng, đồng thời cho biết chính phủ Canada sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp khả thi để ông Hùng được định cư tại Canada. Cũng trong ngày lễ hội truyền thống này, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã xác nhận nếu ông Hùng xin tị nạn chính trị tại Canada, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và Bộ Di trú Canada sẽ cứu xét đặc biệt trường hợp này để ông Hùng được đến bến bờ tự do. Theo tin tức của văn phòng Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, blogger Đặng Chí Hùng đã nộp đơn xin tị nạn với Tòa đại sứ Canada tại Thái Lan. Hy vọng một ngày gần đây, ông Hùng sẽ được định cư tại Canada thay vì bị trục xuất về Việt Nam theo đòi hỏi của nhà cầm quyền Hà Nội. Blogger Đặng Chí Hùng, tên thật là Phạm Mạnh Hùng, là một nhà báo tự do ở Việt Nam, đã từng công bố những bài viết, những sự thật không thể chối bỏ, những sự thật cần phải biết và chúng ta phải làm gì trên mạng Dân Làm Báo với những tài liệu và bằng chứng về các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam, tấn công trực diện và chế độ cầm quyền hiện nay. Bị Hà Nội truy nã, ông trốn sang Thái Lan. Ngày 11 tháng 12 năm 2013, theo yêu cầu của Mật vụ Cộng sản Việt Nam, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ ông. Sự can thiệp của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải với văn phòng UNHCR để bảo vệ ông Hùng đã có kết quả. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2014, Văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Thái Lan đã gửi đến văn phòng của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải một văn thư cho biết họ đã công nhận ông Phạm Mạnh Hùng là một người tị nạn theo quy chế của UNHCR. Cháy nhà dưỡng lão, 32 người chết và mất tích. Không khí tan tóc bao trùm thị trấn Albert thuộc tỉnh bang Quebec vào hôm 26 tháng 1, khi 1.000 cư dân địa phương đến tham dự tang lễ của nạn nhân trong trận hỏa hoạn tại dưỡng lão Residence du Havre. Các đơn vị cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên điều tra hôm 27 tháng 1 đã bất chấp giá lạnh, sử dụng vòi nước nóng và tan băng để tìm kiếm thi hài của 22 nạn nhân mất tích, vẫn còn ngập chìm trong đống vật liệu đổ nát. Truyền thông đưa tin nói rằng hỏa hoạn này xảy ra do một điếu thuốc lá bắt lửa, nhưng cảnh sát Quebec cho biết họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Hỏa hoạn xảy ra vào lúc 0 giờ 30 phút khuya ngày 23 tháng 1 và nhanh chóng lan rộng. Nhân viên cứu hỏa từ nhiều đơn vị trong vùng đã đến hiện trường trong vòng 8 phút, nhưng không thể khống chế thần hỏa vì lửa cháy dữ dội. Chỉ còn khoảng 20 người trong nhà được đưa ra ngoài an toàn. Nhiều cư dân trong nhà 52 phòng này là những vị cao niên trên 85 tuổi, ngồi xe lăn hoặc phải sử dụng dụng cụ trợ giúp đi lại, walkers hay bị bệnh mất trí nên không có khả năng tự di chuyển để thoát nạn. Albert là một thị trấn nhỏ có khoảng 1.500 cư dân, nằm bên bờ phía nam sông Saint-Laurent, cách Quebec City khoảng 200 km về hướng đông bắc. Chỉ huy trưởng sở cứu hỏa địa phương Ivan Charon cho biết thảm kịch xảy ra trong khi thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống đến -20°C. Dụng cụ và nước của xe cứu hỏa cũng bị đóng băng, nên đến gần sáng mới dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa. Tang lễ đã được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày 26 tháng 1. Ngoài ra, thị trấn Albert sẽ tổ chức một cuộc tuần hành lớn vào ngày 1 tháng 2. Thủ tướng Stephen Harper đã gửi lời chia buồn đến gia đình người thân và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Thủ hiến Quebec Pauline Moroise rút ngắn chuyến công du Âu Châu và đã dành cả buổi chiều ngày 26 tháng 1 vừa qua để thăm viếng các gia đình nạn nhân. Bà Moroise cho rằng thảm kịch này không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Quebec Michelle Brunet cho biết có thể phải mất vài tháng mới tìm ra được nguyên nhân gây ra hỏa hoạn này. Giá nhà Canada cao nhất trong số các nước phát triển. Dù thị trường địa ốc Canada đang trong tình trạng ổn định, nhưng trên thực tế giá nhà vẫn được định giá quá cao so với mức trung bình của các quốc gia phát triển. Theo bảng lượng giá mới nhất của cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới, Fitch Ratings cho biết. Tường trình của Fitch công bố vào tuần rồi cho biết mặc dù giá nhà tại Canada đang được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, tuy nhiên giá nhà dường như đã bị thổi phồng.
Ngoài ra, dự đoán về tốc độ tăng trưởng giá nhà ở Canada bị suy giảm cùng với các khoản nợ tiêu thụ cao của người dân Canada có thể đưa đến tình trạng gia tăng các khoản vay thế chấp quá hạn. Theo Hiệp hội chuyên viên nợ thế chấp Canada, Canadian Association of Accredited Mortgage Professionals, năm nay là năm 2015, tăng trưởng thẻ tín dụng thế chấp của Canada sẽ tăng lần lượt theo tỷ lệ 3,25% và 3%, so với 8,6% trong thập niên qua, đưa tổng số tiền nợ thế chấp nhà của người dân Canada tính tới thời điểm cuối năm 2015 vào khoảng 1.290 tỷ đô la. Báo cáo của tổ chức Fitch cho biết giá nhà tại Canada hiện đang được định giá cao hơn khoảng 20% so với mức trung bình của các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, thị trường địa ốc của Canada trong năm nay sẽ gặp ít khó khăn hơn so với nhiều quốc gia khác do chính phủ liên bang đã có những biện pháp hạn chế vay nợ thế chấp để kiềm chế hiện tượng bong bóng của địa ốc. Fitch cho rằng, lĩnh vực địa ốc Canada vẫn còn có những nguy cơ đe dọa sự ổn định hiện nay do nợ gia đình và giá nhà cao sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian. Cơ quan này cho biết mặc dù tỷ lệ vay thế chấp của các gia đình tại Canada đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ lệ nợ tiêu thụ đã tăng trong suốt 10 năm qua, tỷ lệ thuận với giá nhà. Trong khi nhiều chuyên viên kinh tế cho rằng Ngân hàng Trung ương Canada BOC sẽ không tăng lãi suất cho đến giữa năm 2015 hoặc lâu hơn, Fitch lại tin rằng BOC sẽ buộc phải thay đổi mức lãi suất hiện nay vào cuối năm nay. Mức ủng hộ Justin Trudeau cao hơn Stephen Harper và Tom Mulcair. Theo cuộc trưng cầu dân ý do tổ chức Abacus Data thực hiện, nhiều cử tri Canada cho rằng Chủ tịch Đảng Tự do Justin Trudeau sẽ điều hành chính phủ hữu hiệu hơn Thủ tướng Stephen Harper. Có đến 68% những người được thăm dò ý kiến nói đương kim Thủ tướng Harper không trung thực và thiếu trách nhiệm. Nhận định về ba nhà lãnh đạo đảng phái hiện nay, có 28% nói ông Harper chu toàn trách nhiệm của một thủ tướng, 29% chấp nhận công việc hiện chính phủ đang thực thi. Trong khi đó, có 42% cho rằng ông Harper yếu kém trong vai trò điều hành chính phủ. Với thủ lãnh đảng NDP, ông Tom Mulcair, các tỷ lệ tương đương là 27%, 48% và 25%. Thủ lãnh tụ đảng tự do Justin Trudeau đạt tỷ lệ cao nhất với 35% những người được khảo sát cho rằng ông Trudeau sẽ thực hiện nhiệm vụ của một thủ tướng một cách hữu hiệu. 38% chấp nhận và 27% nói ông Trudeau không đủ khả năng. Giám đốc tổ chức Abacus Data Bruce Anderson nhận định rằng với tỷ lệ hơn 40% cử tri được thăm dò ý kiến, không đồng ý phương thức quản trị đất nước hiện nay của Thủ tướng Stephen Harper, đảng bảo thủ sẽ gặp khó khăn trong kỳ bầu cử sắp tới. Có đến 59% nói ông Justin Trudeau có những suy nghĩ tốt cho tương lai Canada và 41% cho rằng không. Với Thủ tướng Harper, tỷ lệ này lần lượt là 38% và 62%. Tường trình còn cho biết, có 32% nói Thủ tướng Harper trung thực và có trách nhiệm trong chức vụ này. Ngược lại, có đến 68% không đồng ý với nhận xét này. Cuộc thăm dò ý kiến đã được thực hiện trên mạng trực tuyến bằng song ngữ Anh và Pháp với 1.999 người trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1. Vừa rồi là bản tin ngày 28 tháng 1. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.